Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nửa Đen. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nền tảng OKS. Chúng ta sẽ có những chương trình alop đến từ nền tảng OKS. Ngày hôm nay thì các bạn sẽ cùng với mình đi săn tìm kho báu của Tôn, một trong những nền tảng đang rất hot thời gian gần đây. Các bạn sẽ có cơ hội chia sẻ những giải thưởng, đó là 60.000 Tôn và 15.000 USDT đang đợi anh em. Thì trong cái sự kiện này thì anh em sẽ nhận được những cái phần thưởng rất là hấp dẫn, và có cả những cái phần thưởng mà anh em rất là mong chờ. Ở đây có phần thưởng là Tôn với 20 Tôn, là 10 Tôn, và có cả Terram Premium 1 tháng, rồi gói TradingView Plus 1 tháng. TradingView thì dành cho những người dùng chuyên nghiệp đấy. Rồi ở đây thì anh em sẽ thấy là có cả những phần thưởng Tôn nhỏ hơn và có cả 5 USDT nữa. Thì đối với sự kiện này thì anh em rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có một số nhiệm vụ. Đó là khi anh em nạp ròng tối thiểu 100 đô thì anh em sẽ nhận được một vé đổi thưởng. Em giao dịch với khối lượng giao dịch Tôn, đặt khối lượng giao dịch ở trên sàn giao ngay future đạt 5.000 đô thì anh em sẽ nhận một vé đổi thưởng. Và khi anh em giao dịch khối lượng Tôn là 10.000 đô ở trên giao ngay hoặc future thì anh em sẽ nhận thêm một vé nữa, và cứ thế anh em thì có thể thấy là anh em sẽ nhận rất nhiều vé. Và ngay cả khi anh em giao dịch bất kỳ cặp giao dịch bất kỳ nào mà đặt khối lượng 500.000 đô thì em có cơ hội nhận được hai vé. Thực ra thì có một cái nhiệm vụ rất là dễ mà anh em có thể nhận được vé đổi thưởng, đó là anh em nạp vào 100 đô. Thì mình tin là thời gian tới đây thì nhiều anh em cũng sẽ làm một số đồng coin ở bên mạng Tôn rồi các cái đồng coin khác ở bên nền tảng OKX, và lúc này đây thì mình khuyên anh em hãy đăng ký luôn tài khoản ở OKX đi. Hoặc là anh em chính xác là anh em hãy ấn vào nút tham gia ngay. Mình xin lỗi anh em một chút, chúng ta sẽ ấn vào nút tham gia ngay ở trên trang sự kiện để khi anh em nạp tiền vào, anh em sẽ sớm được hưởng những cái lợi ích này nhé. Các bạn sẽ nhận được một cái lượt đổi thưởng. Và đây này, người tham gia phải có số tiền nạp ròng 100 đô duy trì số đó cho đến khi kết thúc sự kiện vào ngày 28 tháng 3. Tiền nạp ròng bằng tiền nạp hợp lệ trừ đi tiền rút đấy. Thế thì anh em bây giờ các bạn chỉ cần nạp trước 28 tháng 3 thôi, anh em để đấy được rồi đúng không? Nạp thì rút làm sao, cuối thời gian mà các bạn có 100 đô trên sàn là các bạn đã có một lượt rồi. Và các bạn thấy đấy, là nếu mà hên hên mà được một ton 3 ton thì cũng được đúng không ạ, gọi là cũng vui vui. Còn được 20 ton thì theo tay hiện tại thì có triệu đúng không ạ, có triệu thì cũng được bữa mực bữa tôm đúng không đấy. Còn không thì anh em có thể nhận một cái gói Prime Telegram Premium 1 tháng các thứ thì cũng rất là chất lượng rồi đấy. Thì anh em chúng ta cân nhắc, chúng ta tham gia vào event này. Ok, vừa rồi chúng ta cùng nhau đi săn tìm kho báu Tôn trên OKS, và với pool tài thưởng là 60.000 đô pool Tôn và 15.000 đô đang chờ đợi anh em. Hy vọng là thông qua sự kiện này thì nhiều anh em trên kênh chúng ta có thể tận dụng cái cơ hội để các bạn có thể nhận những tài thưởng có giá trị đến từ nền tảng OKS. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.